Hồ nghe vô xem like em nha. Đến hẹn lại lên rồi các bạn ơi. Mở màn em xin like cái con đồng hồ. Mã này 9 size 28 55k. Chị hơi xấu chỗ này nha các bạn. Cái mặt vẫn còn đẹp lắm à. Chúng ta có thể về thay dây nha các bạn. Đợi em 1 phút nha, em xây thiết bị rồi. Em lên con đồng hồ Solamat của Nam size mã D206 size 36 300k, mặt bao công mà mặt màu đen hiệu nguyên quy các bạn. Solamat chống nước hiệu nguyên quy các bạn. Đồng hồ mã số 5, mã số N25 25. Các bạn xem like nhớ chụp màn hình lại nha. Các bạn ghi mã số em kiếm hơi lâu á. Con này thì dây nó hơi xấu à. Cọc số học trò, dây nhỏ xíu mà về thay dây hay là dán lại chút được nha. Nhưng mà cái mặt còn mới, chưa lột keo dưới đít nữa nè. Đây là một con đồng hồ cơ cót. Nó là cơ, nó ghi là anti-nesis. Cơ mà chống từ trường á các bạn. Mà nó bị rít rít rồi nha. Đó, nó hơi rít rít nhưng mà máy nó lúc lúc chạy lúc kiếm ông thợ giùm em nha. Bán 500k size 22 dây vàng rất mới. Bên shop có hai con giống như vậy nha. Con kia thì nó vẫn chưa có lao dầu. Tự xử nha. Mấy cơ này em không có biết làm đâu. Em lên cái con này. Con này thì mặt chày xước nè. Solar Tech Titanium chống nước 100m 350k. Solar này không bao giờ tốn tiền thay pin các bạn. Dành cho bạn nào thích pin solar năng lượng mặt trời nha. Em lên cái con đồng hồ quả quýt Polaris. Quýt này mỗi quả 100.000 các bạn. Em lên mấy con quả quýt cho xong. Hôm qua là đã tiễn đi hết hai quả quýt. Này mà quýt nữa. Nên con này đi cho đẹp nè. Nữ 150k hiệu Patio. Chụp màn hình lên nha. Bạn bạn nào thích con nào chụp màn hình chắc chốt qua Zalo em nha. Con này em sale 90k hiệu Audi à. Chống nước 30m.
Má Nhật ở xé mini Hồng Kông. Con đồng hồ này 55k, mã V13 size 28. Máy pin nè. Đây một con 55 50k nữa, mã BH size 28 50k. Các bạn cố gắng xem like nha, mấy trăm con đồng hồ thì em cố gắng em like hết cho. Hiệu da xít nè. Một cặp đồng hồ này thì rất mới nha các bạn. Dây cũng dài. Rất mới nha. Chưa lột keo với nít nữa nè. Mua nguyên cặp thì 500, mua lẻ thì con 300 nha các bạn. Cất mới hiệu Kamat Kanat. Mã V14 size 30 55 50k. Con này 90k các bạn. Cọc số La Mã size 24. Mã N41 18 x 20 50k. Máy X11 size 34 200k hiệu Kyuran. Máy Nhật. Chống nước Kai Ichina. Cọc số La Mã bạn. Biết sao các bạn thấy em đọc tiếng Anh không? Tại em dịch không được cho nên em đọc đại vậy đó. Bạn nào dịch được thì dịch nha. Thông cảm cho em nha các bạn. Mã Q18 100k. Bạn nào dịch được người bấm comment lên bình luận cho em nhìn thấy nha. À xé mini China da băng Nhật, máy Nhật. Máy A11 size 47 100k, xấu quá ha. Qua đi. Con này thì trăm chín, ở này 90k. Báo trước kim không chạy, đang không chạy nha. Nhà máy ha, hai máy. Mã dây 60 xài 35 90k. Rồi em like mấy con đẹp trước đi, like mấy con xấu trước các bạn. Ghê gờ xa live stream này và bỏ em ở đây một mình. Chỉ còn lại mình ta. Đây là một con quýt rất là xinh đẹp, vẫn là 100k. Made in China luôn nha, không gian dối. Nhưng mà nó rất mới. 100k một con quýt. Đây. Một con đồng hồ đơn giản. Nhưng là đang dẫn. Em sẽ sale con này với giá 100k. Kim số dạ quang. Mã số Y1 size 40 cho những bạn nào thích dây da nè. Con này trăm gửi nha các bạn. Tuy là dây da con này nó mắc hơn nhưng mà da này nó xấu hơn nữa chứ. Lên con này rất đẹp. Mã số F18 size 42 250k.
con đồng hồ này mà không xây được, gỗ bọc nhựa Casio dạ quang, lệch gốc 3 giờ chống nước 200 m, ngon lành cành hồng. Cành hồng đã úa giấc mơ cũng vừa tàn, đành thôi quên lãng những nỗi buồn. Con này rất mới các bạn, hiệu Delight, mã F20, size 38, 330k. Con này thì cơ cót có cắn kính bên đây nhẹ nha, cắn kính nhẹ thôi chứ không có bể, cắn nước gì đó, các bạn về thay kính cũng được. Bán với giá 600k, cơ cót không bao giờ tốn tiền thay pin, là chỉ lên cót về chạy thôi. Lịch gốc 3 giờ hiệu Tomoni, F16, size 36 nam mà. Tiếp theo lên con đồng hồ nhỏ xíu Casio 50k, size 24, mã N23. Đây lên con Casio 130k, bên shop có ba con Casio giống như vậy luôn nha, mà nó màu khác khác như vậy nè, khai China, có con thì khai in Thái Lan. Con này mã B17, size 38. F26, size 42, 260k. Made in China, chống nước, tại vì nó rất mới, dây lắc tiếp rồi, dây nhựa dẻo. Mã F7 size 32, 220k. Cẩn nguyên kim cương Kangro, hiệu Kangro, Diamond. Nhìn con dây vàng này đi, mã B3 26 x 32 là kích thước các bạn. 299k. Chống nước, máy Nhật, Assembled Malaysia, hiệu Lauren, không quá chạy xước à, còn rất mới, 99%. Nên con âm ba mặt nhỏ, size 33, 230k. Mã số 8, size 33, 230k. Máy Nhật, chống nước, metan, benzene. Con đồng hồ Q&Q mã XM2, size 35, 200k. Mặt màu xanh xanh dương đậm á các bạn. 9 giờ lịch gốc 3 giờ, hiệu Quốc Khanh, Q&Q chống nước. Dây cũng còn rất mới. Tên lại con Seiko chưa có vô pin nha, các bạn nhớ nhắc em vô pin nha. Seiko Ronot size 35, 500k, rất mới, chống nước,
Antinetix chống từ trường máy Nhật. Nên con bé tí tì tì size 25 200k. Rất mới nha bạn, nhưng mà dây thì nó cũng bay màu theo thời gian. Dây 4, dây giải. Mã X15 Nina Niro size 35 200k, cũng còn rất mới chống nước. Acceminate China. Con này các bạn lấy thì em đóng cái đít máy lại cho, không chạy xước gì đâu. Dán keo thôi, hiệu Casio. Mã số 4 size 36 230k. Hiệu Rarola, con đồng hồ cọc số đơn giản, mã số 82 size 40 100k. Máy Nhật. 3 lít, mã X8 size 34 160k. Kim dạ quang các bạn, cọc số học trò. Cọc số học trò thôi chứ này là người đi làm văn phòng đeo vẫn đẹp. Cọc số là cọc số học trò nè. Nó chữ số đơn giản. Đây là cọc số làm mã. Hiệu Seiko Spirit, mã BC size 39 250k. Chống nước. Đây lên con nữ 90k. Máy chạy bình thường, cọc số học trò ngon nghỉnh. Giá cổ điển nha, nhưng mà cũng còn rất mới. Được bán với giá 90k ngày hôm nay. Đây con này 90k. Ở tay 18, 19, 17 gì đeo vừa hết. Da xít Nhật. Mã N43. Các bạn chốt con nào nhớ chụp màn hình lại nha, để mình dễ tìm con đồng hồ. Các bạn vô sau chúng ta có thể, qua ngày hôm sau chúng ta có thể xem lại video này nha. Nhớ đăng ký kênh của em nha, xem hết cái video để xem, để mua đồng hồ nha. Hiệu Phan Công chống nước, mã F21 size 34 230k. Con này thì cơ cốt size 33 330k. Mã số F8 size 32 300k. Chống nước. Máy Nhật. Mã số 18 hiệu HSMZ chống nước. Máy Nhật. Size 33 200k các bạn. Dây cũng còn rất là ngon. Lên cái con dây vàng nam đi. Mã F4 size 30, đo qua được 30 nha các bạn. 260k. Hiệu Ricoh chống nước. Acceminate China nhưng mà cũng rất mới à. Đây em lên một cái con đồng hồ pin năng lượng mặt trời đi. Mặt tím mộng mơ, cũng hơi cổ. Hơi cũ, solar pin năng lượng mặt trời. Thì mình hết pin thì mình thấy mặt trời nó tự nạp vô nha các bạn. Kim dạ quang 399k. Lệch gốc 3 giờ. Ruandino Solar Titanium. Đồng hồ chống nước C18 size 34 230k.
mã số F30 xe 33 190k cũng còn được, ok. Boston chống nước. Con này thì 90k mà. Como Valentino máy Nhật 90k. Đây em lên con này cũng rất đẹp, F10 size 34 250k cổ điển. Pin Solamat năng lượng mặt trời chống nước 30m. Mã số 20 size 36 350k. Ở dưới này chưa lột keo ở dưới đít này nha, chứ không phải là nó gì đâu. Nó có cấn kính nhẹ trên đây nha các bạn. Không vô nước à. Nó đang hết pin là do hổng dài không có phơi nắng. Máy A70 xe 36 100k hiệu Stewa. Asemnichina trong máy Nhật. Con này rất mới nè, 250k. Dây rất là dài à. Đây con này 180k. Mã C9 size 42. Đây một con đồng hồ pin năng lượng mặt trời nữa. Mã X31 size 43 rất kịch cọ mà. Nam đeo hiệu Winvi. Solar pin năng lượng mặt trời. Chỉnh giờ radio. Radio chống nước 100m. Đồng hồ hiệu Anba các bạn. C4 size 35 rất mới 300k. Kim dạ quang à, chống nước 100m. Dây zin luôn à. Con này 160k bạn, Reator chống nước. Asemnichina nè. Mã số X17 size 33 200k. Mã số X18 size 32 300k. Pin năng lượng mặt trời nha các bạn. Đồng hồ Seiko Avenue, nói chung là thương hiệu Seiko. X18 size 30 250k. Size 30 nha. Đem lên con mặt đúc à, chữ Nhật. Hiệu Bona. Mã C1 mặt đúc size 25 x 32 500k.
Nên con Seiko này hơi có xước mặt nha các bạn. Xước nhẹ à. Máy F3 size 34 260k. X42 size 30 100k. Hiệu Audi chống nước 30m. Con đồng hồ cũng rất là đẹp. Size tay cỡ 16 đeo đẹp nha. Hiệu Seiko. 200k. Em có báo giá luôn nha các bạn, xem like á, có nghe nguyên giáo á, em có báo giá mà. Các bạn nói không có báo giá. Chắc có đôi khi em cũng quên báo giá nha. Đôi khi lỡ hẹn 1 giờ, lần sau muốn gặp phải chờ 100 năm. Có đôi khi chờ 100 năm vẫn chưa gặp nha, ngàn năm. Con này có dạ quang nha, hiệu Regano nha, bình thường nha. Nhưng mà nó rất mới 200k. Dây rất mềm. Muốn đứng hàng đầu thì chúng ta không được đầu hàng số phận. B12 xe 34 260k. Máy Nhật chống nước Seminit China Serif mã B12 xe 34 260k cũng rất mới. Mã lời 19 size 33 250k. Máy Nhật à Seminit Hồng Kông, có liên quan tới Hồng Kông. Máy Nhật mà liên quan tới Hồng Kông có nghĩa là chồng mình mà liên quan với mấy con vợ hàng xóm. Con này thì pin năng lượng mặt trời nha các bạn. Elgin USA mã BA, em đã hạ giá hết lốc luôn, 200k cho các bạn mua đó. Kim dạ quang ban đêm nha, lịch gốc 3 giờ, máy đang chạy bình thường. Sức tâm con tốt mà sức tình duyên con khổ. Ủa lộn, sao tâm con tốt mà sao đời con nó khổ? Tại vì tâm con tốt nhưng mà miệng con nó hổn. Khẩu nghiệp. F29 xe 33 250k. Bụt hiện lên, tại sao con khóc? Tại vì hết tiền mua đồng hồ. Mua ủng hộ em đi. X12 xe 34 230k. Mua ủng hộ em chứ mới có tiền về thùng đồng hồ khác. Tại vì sao con khóc là vì con hết tiền thôi mà. Mã N11 xe 43 90k. Bữa chà bá luôn, xe 43. Bambi, dây Bambi cỡ dây 24 mà. Bản rộng dây 24. Máy chạy kim dưới là kim giả, ba kim trên thiệt, cọc số học trò bởi chờ bán. Nhất quỷ nhì me thứ ba tuổi học trò mấy em. F17 con đồng hồ cũng rất sang trọng, hiệu Casio, chống nước 100m, lịch gốc 6 giờ. Xe 33 350k. Kể từ ngày thầy bối quyết định 39 tuổi em mới vào, kể từ ngày bả phán một câu thì em đã quyết định tới 39 em mới mua vé số kiến thiết. Đúng chưa nè? Ngu sao mua sớm? Mua sớm lỗ vốn rồi sao? Không trúng nữa. Bói gamma, ghét nhà gai ghét. X7 size 33 250k. Citizen nha các bạn. Tình cứ hễ tình duyên lận đận để thừa tại duyên âm. Trời ơi trời, ông nào mà ám nổi con yêu. Nổi cái nụ cười con là không ai yêu rồi. C8 size 32 kính Sophia 500k, hiệu Just Study.
Cọc số La Mã, đi đâu rồi cũng về La Mã. Con này đồng hồ thể thao trẻ, mã số 10, size 35, 150k. Con này chưa lột keo mặt luôn nè, rất mới. Từ đó mình đừng móc tem nó luôn, để cho nó mới hoài. Size 15, size 45, 350k. Con đồng hồ slip, nói chung là kính mờ, size 33, 100k, mã L5. Hiệu da xít, Aseminate China, chống nước 100 m. Lên con này 90k đi các bạn, rất bình dân, hiệu Seiko, chống nước, rất đẹp nha. Con này để lấy thước đo coi. Dò sông, dò biển dễ dò, đo đồng hồ cũng dễ đo. Nào ai lấy thước mà đo được lòng người. Người hứa, người thề, người vẫn quên. 27, size 27 các bạn. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, yêu nhau đến lúc bạc đầu còn yêu. Khùng khùng ha, con này đo rồi đo lại chi. Mã CE, size 35, 100k. Tu đâu cho bằng tu nhà, thọ cha kính mẹ hơn là đi tu, đúng không các bạn? Có người đòi lên chùa tu bỏ mẹ già ở nhà bệnh coi được không, đúng không bạn? Có những người bỏ mẹ già ở nhà rồi lên chùa tu coi được không? Mẹ già ở nhà bệnh mà có một mình người đó là con thôi, với một lời giải thích là con đi tu là con trả hiếu cho mẹ đó. Thứ nhất tu nhà, cái ba cái tu khó nhất, tu nhà là khó nhất, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Người mẹ bệnh tới muốn thần kinh luôn mà bà còn nói con lên chùa con tu là con báo hiếu cho mẹ đó trời. Mẹ phải ra đặng con cạo đầu con tu chứ. Dây da size 32 không chị, cái nào, con nào mới được? Nãy giờ like nhiều lắm rồi nghe bạn, tí nữa mình ngày mai bạn sẽ xem lại đầu video này lại đi, nhiều lắm á. Mình like chắc còn còn một mớ nữa, phân nửa đống nữa hết. Con này thì nữ nè, hiệu mã số BK, hiệu Citizen, size 22, cơ automatic 360k. Có xước mặt không? Nhưng mà được cái nó không có tốn tiền thay pin đâu, đang chạy mượt lắm. Dây da size 32 là nãy mình lấy qua rồi nha, rất nhiều à. Đây hai con Seiko nè, đây size 32, 33 nè, Giordano nè, mà Solatec pin năng lượng mặt trời nè, size 32 nè, 300k. Mời bạn xem lại đầu video này, rất nhiều con dây da đã like qua rồi, nó nằm xuống đóng dưới là mã B20. Rồi em like tiếp nha. Size 35 200k, 199k, máy Nhật. Lúc mới gặp anh em tưởng đâu là đã gặp hát bạch vô thường, bởi vì em đã biết cuộc đời em nó đã tới số rồi anh ơi. Mới gặp anh tưởng đâu tình yêu sét đánh, ai dè cảnh báo có thiên tai tiêu em rồi em ơi. Dám yêu dám liều dám khiều khiều. Em không dám nói gì bậy trên đây đâu à.
Ừ, các bạn có nghe những video đó nó vui lắm, để em nghe em học lại thôi chứ. Mã N22 90K tại vì nó rất mới, size 28. Trong mọi tình huống thì mình sẽ tìm một lý do vui vẻ khi còn bên nhau nha. Đừng có tìm lý do rồi dông chạy nha. Chơi chơi kỳ, chơi ai chơi lại. K có sức mặt đồng hồ Urban size 18. Vợ chồng nghĩa là tình sâu ha. Anh đi nhậu ở đâu thì nhớ rủ em đi theo. Em nhậu chung với tự nhiên mà tham ăn, tham nhậu, nhậu có mình ăn. Đồ vô duyên. Nói vậy chứ, nói đùa cho vui nha, em không có biết nhậu đâu. Uống có ba lon đi về à. Là nó xỉn muốn chết à. Nếu tủ lượng chính xác chắc cả 2 lon được. À, già cả nó vậy đó. Da rồi mắt cũng mờ. BZ size 28 100K. Bán 90K thôi. Mắt em nay quá môi mòn, đường về sau lắm u hoài. Con này 200K đi các bạn. Dạ quang. Nỗi đau tràn lấp nỗi đau dài. Con này 200K chưa đóng nít máy nhớ nhá, em là em đóng thôi mà trước khi giao cũng đóng giao coi mới được chứ, máy chạy bình thường không chạy sức gì hết á. Hiệu The Host, chung là em dán keo lại thay pin cho thấy chạy bình thường thôi. Mã về 39 xe 24 90K. Mã B14 xe 35 100K Torio Nhật. À, Torio. Xe 35 100K. Con này chị 200K hiệu quanh thêm. Con này kính trên thì mất, kính dưới còn nha. Mã số B13 xe 37 100K. Mã C11 size 40 200K. Hiệu Eli các bạn. Mã N16 size 25 55K. Con này 50K đó các bạn ơi, nói 55 là 50, 99 là 90 á các bạn. Con này em cũng bán 90K thôi, mặt xanh, chuyện tình biển xanh. Hiệu Barue. Các bạn mua thì chat qua Zalo em nha. Đặt cọc thì em mới giao hàng, đặt cọc phí ship á. Còn không thì các bạn có thể yêu cầu em tạo, các bạn có thể đặt trên Lazada của em là nhà kinh doanh 123 nha. Hoặc Shopee, nhà kinh doanh 123. Các bạn kêu em tạo link con đồng hồ nào nhớ chụp màn hình em tạo cho các bạn đặt cọc mà đặt đơn nha.
Tại vì em không mấy có thời gian để đăng từ con lên đâu. Em chủ yếu like cho các bạn thấy rồi mấy các bạn mua chụp màn hình lại. Con này 90k. Một khi em đăng từ con cái đầu em bán xong rồi mà trên trang mạng nó mới chịu duyệt là xong phim em. Nhất là cái trang Shopee duyệt chậm duyệt trễ lắm. Ai làm giám đốc trang đó thì làm ơn dùng cái duyệt nhanh nhanh. Các bạn vô Lazada mà nhà kinh doanh 123 của em mua là dễ nhất. Tại vì bên đó đi em đăng nhiều lắm. V73 size 30 90k. Cẩn hộp sòn nha. Mã V33 size 28 50k. Made in China luôn, báo trước. Đây con đồng hồ Seiko kính lồi. Size 35 500k, Seiko Ronos. Em chưa vô pin nha các bạn mua em mua pin em vô nha. Có con thì vô pin rồi hết, có số con pin nó hơi hiếm các bạn. Chưa có đủ pin đó. Hết pin nó mã V59 size 22 90k. Dây rất dài à, size cỡ tay 20 à. Polaris. Máy thị 399k size 33 hiệu Techno C19. Không có hiệu OLED rồi. Có nháy OLED thôi anh ơi. Thông cảm. Có đôi lúc có lúc không. Hiệu xanh lem X 12 size 35 200k. Máy Nhật. Mà X3 6 kim thiệt nha, size 37. Do đánh bóng ra hoạt động bạn. Về biến tấu là xài nha, nói chung là 6 kim chạy bình thường. Lệch gốc 4 rưỡi 200k. Em đã sale rồi. Tí em qua Zalo em duyệt đơn nha, em thấy các bạn kết bạn rồi đó. Kết bạn chụp màn hình những con mình thích lại nha, rồi tí em duyệt đơn. Mã số 4, size 23. 90k nha các bạn, rụng một hộp đây nha. Con này mã F5 cũng rất mới, hiệu Freeway. Size 30 220k. À, dây thì hơi xấu rồi nha các bạn. Nhưng mà bề mặt dây thì còn đẹp. Ở sau lưng thì xấu. Con này thì mã số N12 size 20 50k. Mã N28 size 28 90k. Ai chốt con này rất đẹp và size 32 à, 90k hiệu Ricoh. Khóa bấm zin rất đẹp. Hiệu chắc chắc Valer rồi. Tiếng Anh nó vậy đó các bạn ơi. Chơi đại đi. Nói chung là 90k không cọc số La Mã. Mã V16 size 35. 90k đi.
Em hạ giá con này 90k để các bạn mua. Con này thì nó hơi có cái chỗ chốt này nó hơi không có thích, cho nên bán 50k thôi. Hiệu Flunot X34 size 35 200k. Dây cũng phai phai chút đỉnh. Con này thì máy thị nữ size 24 600k. Không chạy xước gì đâu. Bạn lấy con này em sẽ đóng đít máy lại cho nhà, tại em đang dán keo thôi. Một ban N33 size 23 90k. Cũng đất mới rất là tốt đẹp. Mã N39 90k. Cỡ tay rất nhỏ nha bạn, cỡ 14-15 cm là đeo đẹp. Hiệu Sinh 90k, giả cổ điển, cọc số học trò. Tay nhỏ nhỏ đeo xinh xắn. Con này của nữ thì cỡ tay 17-18, 19 đeo ok. Mã số N45 90k. Này lên con nhỏ xíu à. N24 size 18 90k. N35 90k. Hiệu Fast mã D4 size 22 90k. Mã N9 size 42 90k. Con này thì em sale 90k, dây 6 mà hiệu anh ba. Size 30 ạ. Đồng hồ hiệu Ecoban nữa, size 28 90k. Mã D48 hiệu Strip. À, tình trạng đang chạy xấu quá không được, lên con khác đi. Con này đi. Con này hai kim. Bán 90k. Cỡ tay 14-15 đeo đẹp nha bạn, 14-15 cm đeo đẹp. Hiệu Ly Ly Laruche là, để coi size hai mấy nha. Size 24 nha các bạn. Ký hiệu hàng hiệu cũng rất xịn sò, rất đẹp. Chống nước. Hai kim mà. Đi lên con mã số 8. Xe 22 90k.
mã B30, 19 x 28, 100k. Có thể bán con này 90k đi. Còn hiệu Teva, kim giả quang và lịch gốc 3 giờ, cọc số học trò, titan, chống nước, 150k. Asemnichina, máy Nhật nhưng mà là ráp tại Trung Quốc, nên con này cũng hiệu Baby G Casio. Nói chung được cái mặt thì em đã hạ giá 50k, còn cọng dây thì xấu à. Mã N15 xe 28 50k. Mã N14 xe 34 dây 6 mặt ok 50k. Hiệu Fine Nano, mày 90k đi bạn ơi. Hiệu Locky chống nước, chắc là tầm size 30 quá ta, để mình đo cái size 32 nha. 32 nha các bạn, size 32 chống nước. Con này 90k nha. Atex, các bạn về kiếm ông thợ làm cho đừng vô nước nha. Con này em đã đeo trải nghiệm, nó khó vô nước, đã thổi nước ra thấy khô, máy chạy bình thường, máy Nhật. Con này 100k rồi, size 30. Con này chắc size 28 á, ta để em đo lại cái. À đúng, size 30. D69 size 22 90k. Con này cỡ tay 14 15 trở lại nha các bạn. Cỡ tay cỡ 14 đeo đẹp á, 14 cm á. Máy Nhật. Lên con này, mã số 1, size 20, 90k. Cẩn 4 hộp sòn à. Con này mã số 11, size 37, 90k, mặt xây được à. Chỉ có 90k thôi, cũng rất mới. Có xước nhẹ, à không có xước à. Máy Nhật. Lên con này đi, 90k, màu đỏ, mã N4, size 45. Cũng không gì đặc sắc mà nó cũng hơi mới mới. Mặt size được, dạ quan. Cũng được đồ trẻ chung á, chứ... Mã số 9 size 33 90k. Mã N2 dây 6 55k. Được có cái mặt 50k. Con này thì 390k. Đồng hồ ghề Noma chưa đóng nít máy, hiệu mà hàng lịch gốc 3 giờ, con đồng hồ Paris, mã số B01, xe 25. X36, xe 30, 100k. Hiệu
Freeway chống nước. Con này bán 90k thôi, hiệu Canvin. N30 20 x 27 90k. Mã số 7 size 30 ở size 20 90k. Citizen 90k luôn nha các bạn. Mặt mỏng chống nước. Khay Inchina. Dây Citizen luôn. Lắc gồng hiệu Annie Klein chống nước, mã số 2 size 20 90k. Ở tay 17 18 đeo ok nha các bạn. Nên con này nó kết thúc like, còn mấy con này nữa chứ. Mexico Ronald chưa có vô pin nha, 500k size 35. Nhớ nhắc em vô pin nha. Mã số D44 size 23 90k. Mã số X30 size 35. Mấy con này bán 90k nè. Con này 90k luôn đi. Em bữa nay em hạ giá luôn. Con này mã X11 size 30 90k. Chỉ có con này nè, cơ cốt nè. Bán 550k, không có tốn tiền thay pin, dây cũng còn rất mới. Size 32 à. Máy Nhật à. Con này mã T1 thì size 25 90k. Dây cũng dài, cỡ tay 17 mà đeo vừa. Đây con này con cuối cùng đi, em xuống like nha bạn. Mã ít thêm 7 size 32 90k chống nước. Rồi. Cho em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha. Những lần like sau nha. Bye bye. Chúc các bạn ngủ ngon. Các bạn rảnh thì bắt đầu xem tới xem lui nha, để mua cho mình những con đồng hồ độc lạ, hàng si, nhà hàng nhập không à các bạn. Nhớ chat với shop nha, chat với Zalo của shop á, có em có để Zalo trên đó đó, các bạn theo dõi kênh của em thường xuyên để lựa cho mình những con đồng hồ mà phù hợp nhất nha. Cho em kết thúc like, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.